có những thứ không có lần sau, không có cơ hội để bắt đầu lại. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác? Khi một ai đó làm sai, đừng quên những lần họ đã làm đúng. Xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Nó chỉ có nghĩa là bạn coi trọng mối quan hệ hơn bản ngã của bạn. Trưởng thành là một quá trình đau đớn, thay đổi cũng vậy. Nhưng không gì đau đớn hơn việc mắc kẹt ở một nơi bạn không thuộc về. Có một số việc có lẽ thật sự làm rồi, rất nhiều năm về sau sẽ hối hận. Nhưng nếu vào lúc đó không làm, sẽ càng hối hận. Người ta thường bảo, thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng thật ra, nó không trả lời gì cả. Nó chỉ làm ta quên mất câu hỏi mà thôi. Đừng sợ phải bắt đầu lại từ đầu, vì đó là cơ hội để bạn có thể xây dựng một thứ tuyệt vời hơn. Thế giới này có thể cố gắng chôn vùi bạn, nhưng hãy nhớ, bạn là một hạt giống cơ mà. Đôi khi bạn cần phải im lặng và nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Chẳng ai chết đuối trong mồ hôi, mà chỉ chết chìm trong lười biếng. Có những thứ không có lần sau, không có cơ hội để bắt đầu lại.